Rồi hồi sáng giờ bà có đi lụm không? Đó là ông về được nhiêu đó. Ủa hồi sáng giờ được có nhiêu đó hả? Không có hả? Không có. Kiếm nhiều người lụm chứ đâu phải mình ăn thì lụm đâu, Dạ. chứ đầu muỗng giờ có nó cũng để lại nó bán hết trơn, chứ có gì bỏ Thì đâu. bà nói hồi sáng giờ bà đi lụm mà Nguyễn Ngọc thấy được có một cái ly với là một cái chai nhựa cả Đó nhà. đó, có học sinh đồ đó, còn ăn mà bỏ được là phải làm nhiều. Dạ. Nguyễn Ngọc xin chào cả nhà kính mến. Thì hôm nay Nguyễn Ngọc chia sẻ cho cả nhà mình một hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Út. Bà cụ năm nay cũng 82 tuổi cả nhà. Rất là đáng thương. Giờ Nguyễn Ngọc xin mời cả nhà mình cùng vào chia sẻ với hoàn cảnh của bà cụ như thế nào nhé. Thì đây là cái con hẻm đi vô đường nhà của bà cụ nè cả nhà. Hàng ngày thì bà đi lụm bọc mũ, lụm đi chai rồi đó. Dạ, nhà bà đây đó hả bà? Dạ. Bằng ngày bà đi là bà kéo màn lại đóng cửa lại ha. Dạ, bà bước từ từ thôi. Trời ơi, cái cầu thang này bà bước lên không thấy nguy hiểm quá gì. Dạ. Ủa, không được hả? À. Đây thì nhà của bà đây là cái nhà. Ủa bà ở đây hả? Ở đây nè. Bà ở đây lâu chưa? Lâu lắm rồi con ơi. Dạ. Lâu lắm rồi. Rồi bà ở đây là bao lâu rồi bà? Ở 8 mấy năm rồi. 80 mấy năm ở chỗ này luôn á hả? Ừ. Rồi bà có chồng con gì không? Không. Hồi đó giờ là bà không có chồng con Không gì hết có hả? chồng con gì hết. Dạ. Rồi hàng ngày là bà đi lụm dây chai vậy đó hả? Lượm lên cho cha vậy đó. Tắm. Thì hồi nãy Nguyễn Ngọc có gặp bà cầm cái cây này nè cả nhà, cái cây gậy rồi bà chống đi nè. Đây là cái bọc của bà với là cái nón nè. Vậy là bà đi lụm, bà mới ra đi lụm hả? Là hôm nay già được Thì nhiêu đó. bà đi lụm nãy giờ là cũng được một cái chai với là cái ly mũ nhỏ nhỏ nè. Cái gì vậy? Đó, mà đi lụm đây nè cả nhà, là cái nón lá bà cất cho đi. Rồi cũng thấy bà ở đây rồi bà sinh hoạt tắm giặt rồi ở đâu? Tắm đây nè. Dạ. Tắm đây nè. Ủa tắm trong đó luôn hả? Hả, tắm trong này rồi nước nó chảy đi đâu? Nè đó cái ông cống đó đó. Đó ông cống À ở đây. À ở đây có cái ống cống đây hả? À có ai làm cái mắng xối ở đây nè ha. đó đó Thì là bà tắm nó chảy xuống đây vô ống cống đây. Chứ ông cống chảy tốt nhất. Dạ. Anh có cái bà già nằm trong nhà thằng kia. Em phải nằm thầy đây có người. Dạ. Quay rồi có người dắt vô đây. Vậy bà đi vệ sinh ở đâu? Ở đây mình chỉ tắm giặt thôi chứ đâu đi vệ sinh được hả? Đi vệ sinh cầu lần đó 2.000 2.000 hai ngàn dạ cầu trung lộng đó, cầu công cộng á ha. Dạ. Anh chợ đắng tội nghiệp bà có cả nhà. Bà họ tên đầy đủ là tên gì hả bà? họ Nguyễn Nguyễn Thị Út. Bà Nguyễn Thị Út. Bà năm nay bà được mấy mươi rồi bà? 82. Bà 82 tuổi hả? Dạ. Bà 82 tuổi. Rồi cái chỗ này là ai làm cho bà hả? Hay gì? Tại là gần gần nè. Dạ, hàng xóm rồi cũng người tay chân là tiếp hả bà? Dạ. Rồi bà ngủ đây, rồi con thấy mền mùng bà đâu? Mà mùng để ngoài nè. À, bà để trong cái thùng đó đó hả? Cho nó gọn. Cái thùng đó bà đựng gì? Có đựng gì đâu. Gối hay là À, cái mùng. thùng này, cái thùng inox, thùng nước mà. Người ta cho đó. À, ta cho bà đó hả? Dạ. Cái vali đồ bà để vô trong này thấy cũng gọn gàng lắm rồi đó nha. Nói chung là nhà tuy nhỏ thiệt nhưng bà sắp xếp đâu đó là ngăn nắp hết trơn à. Rồi bà ăn uống là sao? Bà nấu nướng ở đâu? Nấu rồi con cháu đứa này đeo nấu bưng lại đứa kia nấu bưng lại con cháu á. Dạ. Cửa lũi đằng kia nấu không thôi chứ nhà con cháu nấu một miếng này bưng kia vậy Kiểu như đem lại cho bà ăn á. hả chị? Bà con cũng trai Dạ. thì thấy mình ăn cô đơn thì mình nấu cái này cũng người làm hết về làm hết đó. Dạ, thì nói là chủ yếu là sống nhờ hàng xóm là nhiều ha. Mà
bây giờ còn mấy năm rồi. Dạ. Nói thí đem lại cho ba mình biết. Dạ. Cũng khổ, lớn tuổi giờ cũng khổ. Ở đây có chỗ tắm giặt thôi, nhưng mà cái chỗ đi vệ sinh rất là khó khăn hả chị? Đi chợ. Không có chồng của con thì khó hơn, chợ già lắm. Bà cụ này ở, bà cụ ở đây lâu hả chị? Hả? Bà nào giờ xứ đây không? Dạ. Quá trời, cái chỗ này. Ở đây làng là khổ khổ, người mới già, khổ nhóc hết trơn. Dạ. Đất này cũng ở đây rồi, đất đình không, có ai có đất nhà của Bình Định đó ha. Đất đình không. Rồi hồi sáng giờ bà có đi lượm không? Đó lượm về được nhiêu đó. Ủa hồi sáng giờ được có nhiêu đó hả? Không có hả? Không có. Nhiều nhiều người lượm chứ đâu phải mình nên lượm. Chứ đồ muỗng giờ có nó cũng để lại nó bán hết trơn. Thì bà nói hồi sáng giờ bà đi lượm mà đi lượm mà Nguyễn Ngọc thấy được có một cái ly với là một cái chai nhựa cái đó. Đó. Có học sinh đồ đó, còn ăn đồ bỏ được là phải lượm nhiều. Dạ. Còn không có học sinh như mấy ngày nghỉ này học sinh đâu đi học nữa hả chị hả? Dạ. Thế rồi nghiệp nào đó nhà. Về bà ăn cơm chưa? Sao mà giờ không có, chưa có ăn mà không có đói. Ủa sao ngộ, sáng bà có ăn không? Không. Quen rồi. Dạ. Tới trưa mới ăn. Tới trưa rồi về bà ăn. Ừ. Thì coi như là bà không có nấu nướng gì trong nhà này hết trơn. Không có nấu nướng gì trong nhà, chỉ trong nhà chút xíu à. Dạ. Bà ở đây thì cũng được chừng cỡ 4 mét vuông rồi cả nhà. Không biết được 4 mét, mét vuông thôi, bề ngang 2 mét rồi vô 2 mét được 4 mét vuông rồi. Ừ. Còn sinh hoạt tiểu tiện thì coi như là bà phải đi ra ngoài cầu vệ sinh cầu chợ cầu. Ra ngoài cầu chợ đó ha. À. Dạ. Ở đây như mà thí dụ như có điều kiện mà mình lắp cái nhà vệ sinh ở đây chắc cũng được mà hả bà? Dễ gì. Thì bởi vậy cũng khó khăn ha. Khó khăn. Dạ. Rồi trước kia bà còn trẻ là bà làm công việc gì? Thì cũng đi mua mũ rồi này kia cái nội đỉnh gì. Hồi đó mình cũng đi mua ha. Đúng rồi. Dạ. Rồi sau này lớn tuổi giờ mình đâu có đi mua gì nổi. Đâu nữa. Có mua gì nổi ta. Dạ. Muốn đi lụm lọc cọc hàng ngày vậy thôi. Dạ. Rồi sáng mấy giờ bà thức bà đi lụm? Thì sáng rồi chừng 6 giờ. 6 giờ mấy dạ. Mình rửa mặt rồi đi lượm tới giờ đó được nhiêu đó. Vậy là bữa nay là thất thu rồi. Ừ. Dạ. Bữa nay lượm bữa nay là thất thu rồi. Ừ. Từ sớm qua đi không có thấy mắt trời sạch lắm con ơi. Sớm qua đi không thấy đường hả bà? Không thấy màu vậy nè. Sáng gì đó mới thấy. Ở có cái cây đó gặp cái ve hay gì mình đón vậy đó. Dạ. Thèo. Cái da mình lộn. Dạ. Vậy bà hồi đó giờ là bà không có chồng con gì không. Luôn hả? Rồi hồi còn con gái nha. Sao già luôn. Hồi còn con gái đó giờ là cũng không có lấy chồng lần nào luôn. Không. Dạ. Ở đây nói chung là mưa thì chắc cũng không có tạt gì đâu. Đây là có cái miếng này kéo qua. Có miếng này kéo qua thì cũng ổn. Dạ. Mà đâu có xài điện hả? Không có xài điện đâu. À, có điện này ha, nhưng có, mà có không điện đốt đèn hả? Ừ. Ta truyền cho đó. À, cái nhà kéo nên ta truyền cho mình xài miễn phí hả? Ừ. Dạ, vậy cũng được hả bà? Ừ. Đúng rồi. Rồi nửa đêm nữa hôm mà bà đói bà ăn cái gì? Em chịu mình nấu. Nấu đâu, chỗ nấu cơm của bà đâu, sao bà thì thấy? Cái nồi cơm điện. À, mình nồi điện. Gửi. Nó có bệnh mình có cái nồi. À, bằng ngày đi rồi bà gửi cái nồi cơm điện hả? Ừ. Không để nhà hả? Không. Sao vậy, sao không để nhà mà phải đã gửi? Có chỗ nào đâu mà gắn. À, ý là khó ghim á. À, đúng rồi. Kiểu như ở nhà hàng xóm thì cũng sợ bà có tuổi rồi.
rồi điện đài sợ bà ghim rồi nó ảnh hưởng tới bà, ảnh hưởng điện truyền sẵn luôn bên kia, thì ở bên nhà hàng xóm này cũng truyền qua cái sợi dây điện này cho bà cụ xài miễn phí nữa cả nhà. Được cái nhà hàng xóm này truyền qua nè cả nhà đó. Có được cái bóng ở ngoài này nè ha. Ví dụ như tối cái người ta mở cái giờ nào bà đi ngủ người ta tắt giùm luôn. Dạ như vậy cho nó an toàn hả bà ha. Chứ bà giờ lớn tuổi rồi có khi mắt nhắm mắt mở nữa rồi không thấy thì sợ đúng vô giật chết luôn á. Dạ. Rồi bà có anh em dòng họ gì không bà? Anh em ngủ của đèo hết rồi. Vậy đó hả? Còn của mình anh Út. Ở bà là Út hết hả? Út hết á. Bà có anh ở đông anh em không bà? Anh em thôi 4-5 người, 5-7 người lận mà ta đi hết rồi. Đi về Mỹ rồi. Đi về Mỹ hả? Mấy chết hết trơn rồi cô chú rồi. Dạ. Bà năm nay bà 82 rồi mà mấy người anh chị thì cũng thằng 9 90 mấy cả trăm tuổi rồi. Mà mấy người anh chị em của bà trước kia là mất là tuổi thọ cao không bà? Tuổi thọ cũng năm mấy 60 ạ. Ồ, năm mấy 60 hả? Dạ. Dạ. Trời ơi, trời đạp. Rồi buổi chiều vậy bà đi lụm tới mấy giờ bà mới về? Đây về sớm mà được đầy bọc hay về sớm. Dạ. Không được hay cũng về. Chứ biết sao giờ. Đầy bọc này bán được nhiêu bà? Mót bót cho bà, đổ trong bao. Mót được bao ừ. Như đầy bọc này thì đâu bán được nhiêu đâu. Thì bởi vì ký 4.000 mà đầy bọc này không được 1 ký. Đâu được 1 ký đâu. Thì để cho vừa lỗ trong bọc. Dạ. Dạ. Được, con thấy cái xô này xô nước của bà hả? Xô của bên kia người ta để đấy đó. Để cơm nguội cạnh cơm. Dạ. Rồi trước giờ là bà đi lụm gì không nha bà, không có bán buôn gì hết trơn ha. Có bán có gì, có mình ở này tiền bạc đâu bán con ơi. Dạ. Thì đi lụm vậy đó. Cũng khổ ha. Trời lên lương hàng tháng không đủ đâu. Cái lương hội người cao tuổi hả chị? Ừ. Cái đó là được mấy trăm vậy? Được mấy trăm ừ, bà thấy rồi. Mấy trăm mà. Thì mấy trăm, bà có bảo hiểm y tế mà hả? Có. Nói chung là hội người cao tuổi là cái này là có hết trơn rồi. 82 tuổi có. Dạ. Vậy chứ bà lắng ra chín mấy rồi, cô dì hai đó, dì hai nhuộm đó. Bà tám mấy tuổi rồi nhưng mà bà nói chuyện rất là sỏi, bà rất là hoàn thính lắm, nói là tai bà nghe bình thường chứ đâu có gì đâu. Nghe bình thường. Dạ. Bà sanh năm mấy bà? Sanh năm 43. À 43 bà nhớ. 43. 43 hả? 43 gì là 81. 81 tuổi, 82 tuổi. Dạ. Yeah. Dạ ở con mình vậy đó bà ha. Ba ở con mình nè con ơi. Dạ cả neo đơn ở con mình thấy cũng tội quá cả nhà. Dạ biết sao rồi, cái số phận người ta như vậy rồi. Dạ. Hồi còn con gái bà không có yêu đương rồi sao bà? Hả? Có biết yêu ai yêu đương ai đâu. Mình nghĩ rằng hồi lúc mẹ còn sống. Dạ. Cái nói để nuôi mẹ chừng nào mẹ mất rồi mình hết tính. Dạ. Rồi tới chừng mẹ mất rồi mình lớn tuổi rồi. Thôi dạ. Nghỉ luôn. Ừ, chán vậy luôn. Là lúc đó bà cụ mất là giờ bà... Bà mẹ mất 71, cha 81. 71 tuổi hả bà? 71 tuổi. Thầy thấy mình cỡ đó là cô cũng là mình lớn tuổi lắm mà lấy gì mà lấy chồng nữa. Và lúc mà bà mẹ của bà mất là bà được bao nhiêu tuổi? Không biết bà tính là ba mấy tuổi à. Nó cũng còn trẻ mà. Còn trẻ mà nó dạ. Không thương làm sao giờ. Dạ. Không có tình thương. Mà gương mặt của bà hồi đó bà cũng là đẹp gái lắm. Đẹp gái lắm. Đẹp gái lắm. Dạ. Nhưng mà sợ nhiều khi bà kén chọn quá thành thử ra rồi không có ai lọt vào mắt xanh của bà. Cha 81 tuổi. Dạ. Mẹ 71. Dạ. Cha 81, mẹ 71. Anh yêu nhiêu tuổi?
Anh yêu, có anh yêu kìa. Đó, anh, chị anh, sót yêu hả? Anh yêu 100 tuổi rồi. Bây giờ thí dụ như có người nào đó là muốn muốn bầu bạn với bà tuổi già bà chịu không? Thôi con ơi, giờ là già rồi, còn gì nữa? Có giờ có ba miếng dán là chắc ăn. Ba miếng dán là chắc ăn. Còn cái hàm thí là còn trâu. Bà chết tôi đi xin cho. Thôi mà ngủ bà đừng có khóa cửa chặt quá nha. Đâu có khóa, có gì để cho nè. Hàng xóm rồi ta có chết người ta hay chạy cho người ta quan tâm rồi. À. Dạ. Thì hôm nay con đến đây thì con cũng chia sẻ cái hoàn cảnh của bà ha. Ừ. Dạ. Nếu như bà có duyên với các nhà mạnh thường quân á thì con sẽ liên lạc với bà sau nha. À. Dạ. Bà cũng cảm ơn. Dạ. Thì con cũng xin chúc cho bà được nhiều sức khỏe nha. Bà gắng cố gắng nha bà. À. Dạ. Thì video của Ngọc đến đây thì của Ngọc cũng xin tạm dừng nha cả nhà. À, cả nhà nhớ bấm đăng ký cho của Ngọc để của Ngọc có thêm nhiều động lực đi qua những hoàn cảnh khó khăn chia sẻ cho cả nhà mình nha. Con chào bà nha bà. À.